cho tới đàn bà, cho tới trẻ em. Thưa quý vị, nếu quý vị lấy trọn bộ này thì quý vị sẽ xài hết cho gia đình của chúng ta. Và đặc biệt giống như chị Thường Kim đã nói, nếu trong vòng 30 ngày mà quý vị cảm thấy không hiệu lực thì trở lại. Chị có cái hộp này không, là hình như 399 rồi đó quý vị. Đây là cái tinh dầu thoa lên quý vị, mấy chị khỏi cần đi căng da mặt, mà mấy anh cũng vậy nữa, tự nhiên thoa lên là cái mặt mình nó căng, nó thẳng ra. Em thấy anh cũng hơi đương nhăn nhăn rồi đó nha. Nhăn nhiều lắm chị ơi, nhăn đủ thứ chỗ nhăn chứ không phải là chỉ có mặt không đâu. Thưa quý vị, Nu Skin là một công ty đã có mặt trên 153 nước trên toàn thế giới, và được hình như là nước Việt Nam là cái nước thứ 153 mới được cho loan vào tháng 8 năm rồi, và đã đi khắp các nơi trên thế giới. And then we start up with, thank you sir, 400, cảm ơn anh. Ông anh ở dưới bàn phía dưới kia, 400 đồng, cảm ơn anh. It's less than the half price at the moment, thưa quý vị. Hơn là nửa giá quý vị chúng tôi đang có. 400, lần thứ hai, let's go, it's done. Woo, great work at 59. 400 là cuối cùng chuẩn bị 400 đồng. It's done, it's sold, it's finished for $400 for the whole family, just $400. It's sold. Chúc mừng các bạn. Thưa quý vị, đáng lẽ hôm nay có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Phước Tấn, nhưng mà thầy phải đi qua Trung Quốc. Cho nên là thầy mới gửi Kim một bức tranh sơn dầu. Thầy hy vọng rằng là bức tranh này sẽ được quý vị mở rộng lòng, thỉnh đem về. Cái này là bức tranh của thầy trao tặng. Đáng lẽ là hôm nay thầy tới đây và thầy sẽ trao tặng, nhưng mà thầy đã gửi cho Kim tại vì thầy có việc phải đi qua bên Trung Quốc. Và thưa quý vị, đây là bức tranh cuối cùng mà chúng ta có đêm nay. Và đặc biệt bức tranh này, quý vị thấy em đã rinh là quý vị biết là bức tranh nặng như thế nào. Trong một khung gỗ, the solid wood, quý vị, một trong khung gỗ rất là nặng, mà quý vị thấy em đã rất là cồng kềnh để mà rinh bức tranh đến cho quý vị. Rất là giá trị các khung cũng như là bức tranh. Nếu quý vị có việc tham kiến cái bức tranh nó như thế nào, cũng giống như chúng tôi đã nói trong phần đầu, đây là một bức tranh rất là giá trị mà quý vị sẽ cần có trong nhà, trong văn phòng, trong office của quý vị. Mời em đi xuống dưới phía kia để người ta có thể tham kiến. Ok, quý vị chuẩn bị tinh thần, đây là món cuối cùng. Tất cả những nhà ý quý vị sẽ, tôi mong mỏi rằng quý vị sẽ vô cho bức tranh này để chúng ta có thể chấm dứt chương trình đấu giá và trở lại với chương trình giờ vụ. Thank you very much. We got a starter world. We got a new player starting for $500. Let's go. It's going for $500. Thưa quý vị, cảm ơn quý vị rất là nhiều cho cái chương trình đấu giá. Trước khi mà ban nhạc trở lại thì chúng tôi cũng xin được phép quý vị công bố sơ qua cái list mà quý vị có thể coi trên đây, ở trên màn ảnh. Chúng tôi đang có một số quý vị hảo tâm đã gửi tiền, gửi tặng ở chúng đây. Chúng tôi cũng đang có, bắt đầu từ đầu, chúng tôi có công ty Hòa Hợp, chúng tôi có JB Sport Gift, công ty Đông Ba Restaurant, chúng tôi có bác sĩ Bạch Tấn Phát, Bùi Đắc Thông, chúng tôi cũng có một số quý vị đã gửi tiền đến chúng tôi. Xin anh cứ tiếp tục đi. Vâng, chúng tôi có 500 đồng của Hào Phong Restaurant, 1.000 đồng của Trần Pharmacy, 1.000 đồng của Phở Hùng Vương 2, và 500 đồng của ông David Martin. Ông David Martin là ở vùng Warragon. Ông không có tới đây được và ông đã điện thoại cho Kim xin lỗi, và ông hứa là ông sẽ chuyển tiền vào quỹ của hội vào tuần sau. 500 đồng. Vâng, hiện nay thì chúng tôi cũng xin nhắc lại đến quý vị là chị Thiên Kim đã nói trong lúc đầu cho bé Triệu Dương, thì quý vị cũng biết rằng là bé Dương muốn được ở lại trong cái visa sắp tới, thì chắc có lẽ chị Thiên Kim sẽ nhờ đến tất cả quý vị
ở trong cộng đồng của chúng ta để mà ký tên một cái thỉnh nguyện thư để mà yêu cầu Bộ Di trú có thể giải quyết cho em Triệu Dương có thể ở lại để mà chữa, để mà giải phẫu lần thứ 8 của em. Thành ra sắp tới đây mong mỏi là cầu sự giúp đỡ của quý vị bằng việc là ký tên trong cái bản thỉnh nguyện thư đó.
Tình thân hôn hồng
Tôi nghĩ rằng là rất là công bằng chị Kim. Tại vì nãy tôi ngồi, nãy là với tôi xào không biết bao nhiêu lâu. Chỉ nhờ tôi xào là tôi xào kinh khủng lắm rồi đó. Anyway, để cho công bằng hơn, chúng tôi xin được mở đầu tiên là nhà bé Tường. Chị Kim lấy dùm cái món hàng đầu tiên luôn nha. Quý vị chuẩn bị chưa? Anh Long chuẩn bị chưa? Đó, anh thấy chưa? Đó, anh mua mẫu đó. Chắc anh chị ở trên bàn của anh Đông phụ anh bơm một tay, tại vì anh Đông mua mẫu á. Rồi con đưa cho mày ăn một miếng. Ok, cảm ơn con. Vé số đầu tiên được món hàng của Diamond Head Fashion. Thưa quý vị, vé tận cùng bàn số màu màu trước thưa quý vị, màu blue. The blue, màu xanh che trời thưa quý vị. Và bắt đầu bằng chữ B. Cũng là chữ B for blue. The blue ticket and B for Bob. Bằng số kỳ này chắc không có sổ đâu quý vị, tại có đeo kính rồi. Màu xanh green, màu xanh lá cây cho quý vị. C green C, màu xanh C green C. 87 green C 87. Thank you chị. Yes yes winner. Ok. Và thưa quý vị, vé sắp tới là màu xanh lá, màu xanh da trời thưa quý vị. The blue, B for Bob, B, B bò. Tấn công bàn số 0, 2, 2. Dạ, anh đổi cái màu này đi, mẹ bình gấp được rồi. Quý vị thấy chưa? Ô, cái nón này rất là xứng với anh, rất là xứng với anh. Thưa. Quý vị, nếu mà quý vị có thể kịp đứng lên quý vị coi cái số của anh bày như thế nào thì quý vị thấy làm sao dễ trúng được. Mèo mình cắp cái này là mình trúng rồi. Đúng luôn. Ok, món kế và cũng là cái vé số kế. À, lần này là thưa quý vị màu vàng, là yellow. Màu vàng, yellow, D, Y, 14. Và thưa quý vị, phải dê không? Đúng rồi, dê 14. 14 mà dê rồi. 14 mà dê rồi, xấu quá. Ok, thưa quý vị, màu vàng nữa quý vị. Cái này mới đúng là dê nè. Cái này mới đúng là dê nè. Yellow, dê, màu vàng, dê, 36. Dê già, dê cũ đây. Ok, chúc mừng cho cụ. No, phải bỏ vào đây. Không phải anh ơi, anh màu cam, đâu phải màu vàng đâu. Đâu, không phải, không phải. Đúng rồi, dây 36 đây. Ok. Ok. Merci. À, nãy anh mới mua thêm đó, tôi mới vừa bán cho anh 5 cái vé đó. Được. Ok, màu cam thưa quý vị, màu cam C. Màu cam C 012, orange C 012. Màu cam C. Chết rồi chị ơi, hai cái cùng một lúc. Hai cái C 012 hả? Rồi bây giờ hàng nó đã tính rồi, bây giờ một người lấy chai rượu, một người lấy tôi, ai lấy? Thôi đưa hai chai rượu luôn đi. Oh yes, ok rồi. Thank you sir. Rồi, thank you. Ồ, cái màu này chắc chắn là sẽ có cô trúng này nha. Purple, màu tím. Purple. A, 022, màu tím. A, 022. Yes, the winner. Yes, rồi, nhận hàng luôn con. Ok, màu xanh lá cây, green. C 53, màu xanh lá cây. C 53.
AKC luôn rồi, lấy một món quà nữa quý vị. Chắc là quý vị ơi, mấy cái cô này không biết, thành ra xé lộn. Thank you sir, chúc mừng, thank you. Ok, purple, màu tím, A050, purple eye for apple, 050. Thank you sir, chúc mừng anh. Yellow, màu vàng, yeah, 26, màu vàng, yeah, 26, yellow, D, 26, màu vàng, yellow, yes sir. Chúc mừng anh. Màu xanh lá cây, quick, màu xanh lá cây, yeah, 040, màu xanh lá cây, yeah, 040, màu xanh lá cây, yeah, 40, yes, xanh da trời. Ok, bây giờ mới xanh lá cây nè, xanh lá cây, yeah, 40. Không, cái đó nãy màu xanh da trời. Bây giờ màu xanh lá cây nè, nhỏ dây 040, cái này mới 040 nè. Hãy dê không? Dê đó. Đúng dê luôn. Dê lắm luôn. Nghe dê lắm đây nè quý vị. Màu tím, purple, màu tím, bê bò, 008, purple, B, for bob, double, eight, mà. Xí, mua mỏ mà. Ok, orange, màu cam, C, màu cam, C, orange, C, màu cam, C, 20 eye. Yes, chúc mừng chị. 028 có đó chị. Tại cái cuối cùng chưa chị? Và kính thưa quý vị, đây là tấm vé số cuối cùng. Purple, A, 047. Màu tím, A, 047. Purple, A, 47. Yes, thank you. Tôi tưởng đó là hai người trúng rồi chứ. Ồ đó. Rồi, xin cảm ơn quý vị. Và xin quý vị đừng cho quên cho một tràng pháo tay để cảm ơn anh Nhân. Bữa nay anh Nhân phải bỏ cái tiệm phở của mình ở Richmond để tới đây giúp đỡ cho chương trình. Thành ra ngày mai quý vị có đi ăn sáng thì xin hãy mời về phở Dũng ở Richmond. À, bảo đảm quý vị ăn một tô, tặng một tô, tính tiền hai tô, phải không anh? Cảm ơn anh Nhân, xin quý vị một tràng pháo tay. Xin quý vị một tràng pháo tay cho sự trở lại của nữ ca sĩ Tina Cao. Quý vị, Tina đương là một là sinh viên vừa đi học vừa đi làm, nhưng mà Tina cũng có lòng để mà hỗ trợ chương trình của Kim, nên phải đi bữa nay phải về sớm để lại đi giúp đỡ chương trình. Xin quý vị một lần nữa một tràng pháo tay.